À, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh giới thiệu workman của One Second Click Clickbank. Tôi là Hoàng, tôi là người chơi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Kính thưa các bạn, chào tất cả các bạn yêu thích dòng workman ở trong nước cũng như các bạn yêu mến dòng workman đến từ các nước khác trên thế giới ha. Xin chào tất cả các bạn. Thưa các bạn, hôm nay tôi làm cái video này để giới thiệu đến các bạn một chiếc workman đến từ hãng Sony. Đó là chiếc Sony workman F65 các bạn. À, trước mặt đây là các bạn là chiếc Sony workman F65. Trước khi vào phần giới thiệu chiếc workman này thì tôi xin nói về sơ về cái các cái nội dung như sau. Cái nội dung thứ nhất là cái cách đặt tên workman của các hãng Sony các bạn và các hãng khác. Nó cũng có một số hãng nó đặt tên giống với Sony. Vì khi mình nhìn đến cái tên của máy thì mình có khả năng mình biết được cái máy đó là nó có cái chức năng chính gì mà cái hãng đó muốn gửi đến người tiêu dùng. Ví dụ như Sony Walkman thì có chức năng phát và chức năng nghe và chức năng phát và chức năng ghi thì nó bình thường các bạn. Nhưng mà Walkman F F là nó ký hiệu của cái chữ tần số FM các bạn nha. Chữ R là ký hiệu của chữ recorder các bạn nghe, tức là có chức năng ghi âm ha. Thì F là chức năng FM, tức là có radio. Và có một số cái dòng workman nó không có chữ F nhưng mà nó vẫn có radio. Ví dụ như Sony Workman 55 thì nó không có chữ F nhưng mà nó có một cái băng radio các bạn ha. Thì nhìn chung các bạn nhìn đến F là các bạn biết là Sony nó có cái chức năng radio, tức là chức năng FM. Và có R là có chế độ ghi âm, tức là recording ha. Đó là cái thứ nhất tôi muốn gửi đến các bạn. Cái thứ hai tôi muốn gửi gắm đến các bạn là các bạn sẽ nhìn nhận trước khi một hãng mà sản xuất hàng hóa người ta đưa ra thị trường, người ta sẽ có những cái sản phẩm gọi là sản phẩm tiền đề hay còn gọi là sản phẩm mồi, tức là những cái sản phẩm đó người ta đưa ra, người ta truyền thông ra. Và các bạn sẽ thấy đặc biệt nhất là Apple, người ta vẫn táo đó các bạn, người ta vẫn sử dụng cái cách kinh doanh, cái chiến lược kinh doanh này. Có nghĩa là những cái có một số cái sản phẩm và bây giờ các bạn như dòng workman của Sony này, bạn tìm nó rất là ít trên thị trường, bởi vì đó là những cái sản phẩm mồi. Có nghĩa là sản phẩm đó người ta đưa lên, người ta truyền thông, người ta tạo cái cơn sốt hàng các bạn. Nên thật ra người ta không bán cái số lượng sản phẩm đó nhiều. Tôi ví dụ như chiếc Sony Walkman 40 chẳng hạn các bạn, thì các bạn tìm rất là ít, bởi vì chắc chắn đó có thể là một cái sản phẩm mồi của cái hãng Sony. Để tiền đề đó người ta sẽ bán một cái sản phẩm sau đó, với người ta bán với số lượng rất là nhiều. Còn cái sản phẩm mồi người ta bán người ta tạo cái cơn sốt truyền thông thôi, chứ người ta không có chú trọng là bán cái sản phẩm đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai các bạn, về màu sắc thì cùng một model có khả năng có cái màu này nó sản xuất nhiều, các bạn thấy nhiều, nhưng cái màu khác các bạn thấy nó ít. Về lý do vì sao, tôi sẽ đề cập đến các bạn cái vấn đề đó, là vấn đề kinh doanh. Tức là khi mà một công ty nó muốn ra một cái sản phẩm nào, nó phải đi khảo sát thị trường các bạn. Nó sẽ khảo sát thị trường là trong 100 người hoặc 1.000 người, thì người ta sẽ gọi những người đó lên và người ta đưa ra 3 màu của sản phẩm, hoặc là 5 màu hoặc 4 màu của sản phẩm. Thì người ta hỏi, người ta đi nắm thống kê lại cái số lượng của người tiêu dùng. Ví dụ như 100 người á, cái màu đen á là đến 80 người thích, cái màu đỏ có 20 người thích, và có màu xanh thì có 10 người thích. Tôi ví dụ với đó chẳng.
thì cái hãng đó nó về nó tổng hợp cái số lượng màu và nó sẽ cho ra cái lượng màu tương ứng với cái số liệu thống kê của điều tra thị trường của hãng. Do vậy cho nên các bạn sẽ thấy Sony Walkman nó cũng vậy, nó có sẽ có những cái màu các bạn thấy rất là nhiều, nhưng mà cái màu có những cái màu các bạn thấy rất là ít. Vì sao? Bởi vì trước khi đi ra sản phẩm người ta đã thống kê thị trường tiêu dùng rồi, cái màu đó người ta không có ra nhiều, người ta ra tương tương ứng với lại cái số liệu thống kê cái màu mà khi mà người ta đã làm cái công tác thống kê thị trường. Do vậy thì bây giờ sản phẩm nó đã đi qua rồi, nó sẽ có những cái model mà cái màu các bạn rất là Cho khó con đi tìm, chiếu đi chắc mẹ. và có những cái model là cái màu đó nhưng mà rất là nhiều, các bạn rất là dễ tìm. Đồng thời đến cái màu nó khó tìm thì tất nhiên cái giá thành nó sẽ cao hơn các bạn. Đó là nguyên tắc của thị trường, nó rõ ràng như thế rồi. Rồi tôi sẽ vào cái phần giới thiệu của chiếc Sony Walkman này. Thì cái sản phẩm này Sony nó phát hành là 3 màu, màu đen, màu đỏ và màu xám các bạn. Và kích thước hình học của nó là chiều dài là 110,3 và chiều cao là 88 và bề dài này là 32. Một chiếc máy khá nặng các bạn, và nó nặng đến 260 gram. Nó không nhẹ chút nào ha. Và nó cũng dài, thiết kế mặt trước mặt sau đều bằng nhựa các bạn. Và cái chiếc Sony này nó ra đời năm 1985 và nó có chức năng sau đây. Tất nhiên rồi, chức năng thứ nhất là recording, là có chức năng ghi âm các bạn. Chức năng thứ hai là nó có radio, các bạn thấy cái băng radio phía trước đây. Và tất nhiên rồi, chức năng phát, đó là ba chức năng. Nguồn sử dụng thì máy này nó sử dụng hai viên pin AA các bạn mặt sau và một cái dây nguồn các bạn nhé. Sản phẩm này Sony nó phát hành là một cái thân chính và một cái tai nghe nhưng mà tôi thì tôi có cái thân chính thôi. Rồi, đó là cái chức năng và nguồn sử dụng của chiếc máy này. Rồi, cái thiết kế của nó là Sony bố trí mặt trước, đây là Sony và đây là trên này cái nắp băng các bạn. Trên cái nắp băng là Sony, đây là logo thương hiệu là in nổi và sơn màu bình thường thôi. Ở đây là có cái cửa sổ mà các tần số của radio các bạn dò đài đây thì các bạn sẽ dò được cái tần số ở đây. Ở đây là máy có chế độ Dolby, cái chỗ để recording đi, và ở đây có một cái sổ cửa sổ băng nó bị lệch, nó không nằm trung tâm và hơi lớn, và dưới này có dòng chữ FM AM Walkman và ở đây có cái logo của Sony. Rồi, đó là mặt trước. Mặt trên thì các bạn thấy đấy, đây là nút red, play, nút stop, nút next bar lùi, và đây là cái nút dò đài, đây là nút Dolby, ở đây là nút BBEQ, ở đây là chọn radio on F, và ở đây là lock ha, lock cái máy. Mặt dưới thì không có gì các bạn ha. Mặt bên hông ở đây có cái nút chọn chế độ stereo và mono của FM đó các bạn. Và đây đây thì Sony bố trí một cái cổng nguồn các bạn, DC thế này là 3V các bạn, và ở đây là phone, ở đây là cắm mic có dây, và ở đây là volume ha. Rồi cái mặt sau, mặt sau thì đây là cái nắp hộp pin, các thông tin của máy được in in dập chữ nổi trên cái nắp nhựa các bạn nhé. Và ở đây có cái chế độ ISS, chọn chế độ 1, 2, 3 các bạn ha. Rồi đó là những gì mà chiếc Walkman F65 màu đỏ này có ha. Thì cái máy này tôi có nhưng mà rất tiếc các bạn là cái máy này bị đứt dây đai rồi các bạn. Là bây giờ chỉ còn có chức năng là nghe radio thôi. Tôi sẽ phát cho các bạn thử cái các bạn nghe cái chức năng radio của máy này. Và đây là pin các bạn, bỏ hai viên pin AA ha, lắp theo hướng dẫn của nhà sản xuất các bạn nha. Rồi thì chỉ có mở radio. Và trước khi mở radio tôi nói các bạn là cái chiếc máy này chức năng radio của nó là bát sấm rất là tốt các bạn ạ. Sony những cái dòng FF này Sony làm cái chức năng radio mình thấy là bát sấm rõ thật. Đây các bạn nghe mình phát cái chức năng radio. Chụp hình ảnh là những điểm chờ xe buýt xuống cấp.
là không đảm bảo an toàn, không được tu sửa cũng như là bảo trì thường xuyên. Và nhiều trạm xe buýt ở khu vực khác cũng đang xuống cấp như vậy, không chỉ là khu vực Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều khu vực khác. Vì nè, rồi Văn Hai, rồi nhiều những khu vực lân cận. Huy chương vàng thứ 3 trong lịch sử và lần thứ 2 liên tiếp, đội tuyển nữ Nhật Bản giành được huy chương vàng tại ASEAN. Bóng đá nữ Nhật Bản cũng đã san bằng thành tích 3 huy chương vàng của Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã giành được trong lịch sử ASEAN. Trên chặng đường bảo vệ ngôi hậu thì Nhật Bản đã toàn thắng cả 6 trận, ghi đến 39 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 5 lần. Với thành tích của bóng đá nữ, đoàn Nhật Bản củng cố vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương với 47 huy chương vàng. Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục ở vị trí số 1 với 187 huy chương vàng, 104 huy chương bạc và 63 huy chương đồng, bỏ rất xa các đoàn khác. Xếp thứ 3 là đoàn thể thao Hàn Quốc với 36 huy chương vàng, 50 huy chương bạc và 84 huy chương đồng. Với việc ASEAN 19 chỉ còn 2 ngày thi đấu nữa là khép lại, thì top 3 trên bảng xếp hạng gần như sẽ khó thay đổi. Và vào lúc 19 giờ tối nay, môn bóng đá nam cũng sẽ diễn ra trận chung kết giữa Olympic Hàn Quốc và Olympic Nhật Bản. Sau những gì đã thể hiện thì cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Rồi, đó, các bạn thấy nghe thử cái chức năng radio. À, còn chức năng phát băng cassette thì chiếc máy này là nó bị đứt cái dây đai rồi các bạn nha. Tôi sẽ phát cho các bạn sau khi mà chúng tôi bảo dưỡng lại cơ học và thay dây đai sau. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.